nó đi vào cái vị trí và vai trò của dự báo. Đó là gì? Dự báo là cầu nối giữa quá khứ đã biết và tương lai vô hình. Đây là câu nói của Searle năm 1994. Là dự báo nó đóng vai trò rất là quan trọng, nó giúp con người đưa ra những cái dự báo, đưa ra những cái tiên đoán trong tương lai, và nó dựa vào cái quá khứ, và chính là cái dự báo chính là cái cầu nối giữa quá khứ với tương lai chưa biết, đúng không ạ? Thì trong cái lĩnh vực kinh doanh như vậy á, thì nó dự báo nó tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ví dụ như là thông qua các cái số liệu của Hiệp hội Vận tải, Hiệp hội Logistics, của Hiệp hội Cảng biển, không, của IMO, doanh nghiệp trong các cái hiệp hội dệt may, da giày, vân vân. Thì thông qua các cái số liệu dự báo này á, thì giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta nắm bắt được cái thị trường, đưa ra những cái chiến lược kinh doanh nó đúng đắn, và nó sẽ mang được cái lợi thế cạnh tranh nhất định so với những doanh nghiệp mà chúng ta chưa nắm bắt được những cái khuyến cáo, những cái dự báo đó. Dự báo nó sẽ là một phần không thể thiếu. Vì sao? Vì trong các cái phòng ban chúng ta đều phải làm cái dự báo. Đó là gì? Đó là trong cái phòng kinh doanh như vậy á, thì chúng ta phải làm công tác dự báo. Đó là gì? Dự báo được doanh số, doanh số về kinh, doanh số về doanh thu, doanh số về lợi nhuận, profit của các cái công ty, ví dụ như công ty về logistics, công ty vận tải, công ty sản xuất, thì chúng ta dự báo về cái doanh số tiêu thụ sản phẩm, vân vân. Đấy. Hoặc là chúng ta dự báo về doanh số về những cái sản phẩm mới, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là những cái dự báo, không, các cái doanh số chúng ta đạt được về những cái hoạt động sau khi chúng ta đầu tư vào các hoạt động về về marketing. Đấy. Cũng như là chúng ta cũng quan tâm nhiều đến cái ngân sách dùng cho hoạt động marketing này. Thứ hai là phòng sản xuất. Thì đối với phòng sản xuất thì chúng ta phải cần là gì? Dự báo được cái nhu cầu nguyên vật liệu, cũng như cái lượng hàng tồn kho chúng ta đang có. Từ đó giúp cho cái kế hoạch thu mua nguyên vật liệu, vận chuyển và tổ chức giao nhận chúng ta nó phù hợp, tránh nó tình trạng là chúng ta thiếu nguyên vật liệu khi sản xuất và cái lượng hàng tồn kho quá nhiều, không tiêu thụ được. Đó là cái vấn đề mà các cái nhà, những cái phòng sản xuất chúng ta phải phải tính toán và đưa ra những cái dự báo để đảm bảo được cái kế hoạch vận chuyển một cách thường xuyên và liên tục. Ví dụ như các bạn biết là cái dịch bệnh Covid-19 như vậy á, nó diễn ra vào thời điểm cuối năm 2019 âm lịch. Đấy. Thì các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng không biết lường trước được những cái khó khăn của dịch bệnh này. Và đặc biệt nó rơi vào cái thời điểm cuối năm nữa, thì chúng ta tập trung nhiều về kế hoạch sản xuất, cũng tập trung vào kế hoạch thu mua nguyên vật liệu. Tuy nhiên mình cũng không tiên đoán được cái dịch bệnh này nó kéo dài đến cái thời gian như thế, dẫn đến làm cho các cái doanh nghiệp sản xuất trong nước ở Việt Nam chúng ta đang rơi vào cái tình trạng thiếu nguyên vật liệu. Và mình biết là với những cái mặt hàng mà thế mạnh xuất khẩu Việt Nam chúng ta, ví dụ ngành dệt may, ngành da giày, thì chúng ta xuất khẩu trên 10 tỷ đô một năm như thế, thì đa phần cái phần nguyên vật liệu là chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Và cái dịch bệnh này nó bùng phát vào cuối năm như vậy, dẫn đến các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta chưa có chủ động được cái lượng hàng nguyên vật liệu tồn tồn kho để đưa vào sản xuất, và cái lượng hàng tồn kho đó chỉ sử dụng được cái thời điểm sau Tết, và một số doanh nghiệp họ nói rằng vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 này gần như là những cái nguyên vật liệu trong kho nó sẽ hết, và thậm chí là những cái thời gian từ từ sau Tết trở đây á, các doanh nghiệp sản xuất họ sản xuất với mức độ cầm chừng, vì 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 nếu mà sản xuất đúng như kế hoạch như như như, như trước kia, như trước Tết á, thì chúng họ sẽ rất nhanh hết nguyên vật liệu và không còn nguyên vật liệu để sản xuất. Và những cái nhà máy này họ cũng đang tìm hướng sang thu mua những cái thị trường nguyên vật liệu ở những thị trường khác. Tuy nhiên ta biết là để thu mua một cái nguyên vật liệu như vậy trải qua rất nhiều cái quá trình và công đoạn, dẫn đến để mà mua được một cái sản phẩm nguyên vật liệu thay thế như thế tốn rất nhiều thời gian, từ 6 năm 6 tháng đến 1 năm, dẫn đến các doanh nghiệp chúng ta đang rơi vào thế thiếu nguyên vật liệu để sản xuất. Và cũng rất là may mắn là cái dịch bệnh ở bên Trung Quốc nó đang được kiểm soát,
và cái nguyên vật liệu từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 này sẽ có được những cái đợt nguyên vật liệu hàng hóa được xuất khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam để đáp ứng được cho các doanh nghiệp như thầy vừa nói, doanh nghiệp ngành dệt may, ngành da giày, ngành nhựa vân vân. Đó là những cái nhu cầu, dự báo về nhu cầu trong thời gian sắp tới. Còn đối với cái phòng logistics thì sao, thì chúng ta cũng cũng phải nắm bắt được, dự báo được những cái thuận lợi cũng như những cái khó khăn sau khi chúng ta tham gia vào các cái hiệp định thương mại, cũng như là chúng ta nắm bắt được những cái chính sách, những cái về 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 của ngành, để chúng ta đưa ra những cái hướng tổ chức vận chuyển hàng hóa cho các cái doanh nghiệp chúng ta cho nó phù hợp. Còn đối với phòng kinh doanh ấy, xin lỗi, phòng nhân sự đấy, thì cái đó là dự báo về cái kế hoạch tuyển dụng nhân sự và cái kế hoạch huấn luyện đào tạo nhân viên để đáp ứng được cái nhu cầu nhân sự của mỗi công ty. Còn đối với phòng tài chính kế toán thì chúng ta phải dự báo được cái doanh số, doanh doanh thu, cũng như là những cái chi phí công ty chúng ta phát sinh, cũng như là những cái hiệu quả công ty chúng ta mang lại, ví dụ như là về lợi nhuận hay là những cái khoản lỗ phát sinh vân vân. Và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến các chỉ số tài chính, ví dụ như là doanh thu, lợi nhuận những cái nguồn vốn vân vân. Đó là các cái dự báo trong các cái trong các cái doanh nghiệp rất là quan trọng. Ngoài ra thì dự báo chúng ta áp dụng trong các cái trong cái công ty chuyên làm công tác dự báo, hoặc là chúng ta làm trong đề tài luận văn tốt nghiệp chúng ta. Ví dụ như là tại Việt Nam mình thì chúng ta cũng có các cái bộ phận phát triển kinh doanh, đúng không ạ? Sử dụng rất nhiều cái dự báo là những cái công ty nhà nước chúng ta đó, là những công ty nước ngoài, là những công ty dưới thị trường họ sử dụng cái dự báo rất nhiều. Dự báo này để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp của họ. Ngoài ra thì dự báo này thì nó cung cấp cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu về về những số liệu dự báo đó để mà phục vụ cho cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của họ, thì họ sử dụng những cái dự báo đó. Còn tại các cơ quan nhà nước chúng ta thì thường thường các cái phòng sở các đầu tư thống kê ban mật giá chứng khoán thì sẽ sử dụng thường xuyên cái phương pháp dự báo, cũng như là đưa ra những cái dự báo giúp cho các cái tổ chức cá nhân chúng ta nắm bắt được cái tình hình và có những cái chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp. Ngoài ngoài ra thì các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như là World Bank, IMF, UNESCO vân vân, thì họ sử dụng chúng ta dự báo. Và ngoài ra thì chúng ta làm trong đề tài nghiên cứu học, trong luận văn, trong luận án tốt nghiệp thì chúng ta đều làm chúng ta dự báo. Và mình giới thiệu các bạn đến top 10 công ty nghiên cứu thị trường, đó là làm công tác dự báo. Ví dụ là công ty Nielsen của Mỹ, Kantar, IBSOS, GfK, là vân vân. Đây là những công ty làm công tác nghiên cứu thị trường. Thì phần lớn thì mới thấy là những công ty top 10 công ty nghiên cứu thị trường á, lớn nhất thế giới hiện nay á, là những công ty của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức, của Nhật, đúng không? Phần lớn là những công ty của Mỹ. Và cho các bạn xem đây là cái bảng văn phòng đại diện và chi nhánh của những công ty nghiên cứu thị trường này. Đứng đầu là công ty Nielsen, và công ty Nielsen để có mặt tại thị trường Việt Nam chúng ta. Những công ty này nó cũng đang đang có văn phòng tại Việt Nam chúng ta, cũng như là cái doanh thu toàn thị toàn 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 cầu của những công ty của thị trường này. Công ty này rất lớn ha, doanh thu của họ trên 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 5 tỷ đô, đúng không ạ? 5 tỷ đô. 5 tỷ đô. Rất lớn những doanh thu, thì chúng ta sẽ có những nguồn khoản doanh thu trong nước và nước ngoài. Nên thấy là cái công ty Nissan đang ở Mỹ thì có khoảng 50% là doanh thu từ từ trong nước, và 50% thì từ nước ngoài. Và tương tự như thế, công ty Kansai này thì họ phần lớn doanh thu của họ là doanh thu từ thị trường trong nước, đúng không ạ? Công ty của Anh vân vân. Thì đây là những công ty của thị trường. Và ngoài ra thì thông qua công tác dự báo, thông qua cái môn học này thì chúng ta cũng biết được là hiện nay cái nhu cầu về về việc làm á,
cũng rất nhiều. Cái ngành chúng ta ra trường thì chúng ta sẽ làm rất nhiều trong các lĩnh vực, ví dụ như là trong các công ty về về khai thác cảng biển, ví dụ tổng công ty cảng Sài Gòn, mấy cái hệ thống cảng biển Việt Nam chúng ta, VICT, Bến Nghé, cảng Sài Gòn, Lưu Tuấn v.v. Cũng như là các cái công trong các doanh nghiệp vận tải biển, thì biển trong nước và nước ngoài, cũng như là các cái doanh nghiệp logistics ở Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì những bạn học logistics mà thì chúng ta sẽ làm trong rất nhiều trong các môi trường, ví dụ là trong những công ty công suất, trong các cái trung tâm phân phối, trong cái ICD, trong các công ty kho vận v.v. thì chúng ta rất nhiều cơ hội việc làm.